Chào mừng tất cả các em học sinh quay trở lại với chương trình sinh học 9. Như các em đã biết, ở cơ thể người trưởng thành thì sẽ tạo ra được các cái giao tử lực và giao tử cái. Khi giao tử lực và giao tử cái kết hợp với nhau sẽ tạo thành hợp tử, và hợp tử này lại phát triển thành cơ thể sơ sinh. Cơ thể sơ sinh này phát triển thành cơ thể trưởng thành. Vậy làm thế nào để một cái cơ thể sinh vật lớn lên, sinh trưởng, phát triển và sinh sản? Thì ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một cái chủ đề, đó chính là chủ đề nguyên phân, giảm phân, thụ tinh. Như bài trước các bạn đã được tìm hiểu về những sắc thể và các bạn quan sát được hình thái đặc trưng điển hình nhất của những sắc thể tại kỳ giữa của quá trình phân bào. Vậy thì cái quá trình phân bào của tế bào đấy nó diễn ra như thế nào, và diễn biến của những sắc thể qua cái quá trình phân bào này như thế nào, thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần đầu tiên trong cái chủ đề này, đó chính là nguyên phân. Ở trong bài nguyên phân, chúng ta sẽ tìm hiểu thứ nhất, biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kỳ tế bào. Phần này các bạn sẽ tự học. Phần thứ hai, những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân. Và thứ ba, ý nghĩa của nguyên phân. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai là mã. Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân. Trước khi tế bào bước vào quá trình nguyên phân thì tế bào sẽ diễn ra một cái kỳ, chúng ta gọi nó là kỳ trung gian. Vậy thì kỳ trung gian nhiễm sắc thể biến đổi như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu vào kỳ trung gian. Chúng ta sẽ được quan sát một tế bào trải qua quá trình nguyên phân. Trước khi bước vào cái quá trình nguyên phân thì tế bào này sẽ trải qua kỳ trung gian. Ở đầu kỳ trung gian, nhiễm sắc thể ở dạng đơn, dạng sợi mảnh. Ở cuối kỳ trung gian, nhiễm sắc thể bắt đầu đóng xoắn, nhân đôi tạo thành nhiễm sắc thể kép. Cứ một nhiễm sắc thể đơn tạo thành một nhiễm sắc thể kép. Trung thể tiến về hai cực của tế bào. Đó chính là cái diễn biến cơ bản hiện của nhiễm sắc thể tại kỳ trung gian. Nhiễm sắc thể dài, mảnh, rưỡi xoắn và nhân đôi thành nhiễm sắc thể kép. Sau đó, tế bào sẽ trải qua quá trình nguyên phân. Quá trình nguyên phân sẽ gồm có 4 kỳ nguyên phân liên tiếp, gồm có kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Chúng ta sẽ được quan sát diễn biến của nhiễm sắc thể qua 4 kỳ như sau. Tại kỳ đầu, nhiễm sắc thể bắt đầu đóng xoắn, co ngắn. Trung thể tiến về hai cực của tế bào, hình thành các sợi thoi vô sắc, và nhiễm sắc thể sẽ đính trên các cái sợi thoi vô sắc tại tâm động. Sang kỳ giữa, nhiễm sắc thể bắt đầu xoắn co ngắn cực đại. Lúc này sẽ có hình thái đặc trưng, và đặc biệt các nhiễm sắc thể kép sẽ tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Kết thúc kỳ giữa, bước sang các nhiễm sắc thể đơn trong nhiễm sắc thể kép tách nhau ra ở tâm động và trượt về hai cực của tế bào. Kết thúc kỳ sau, bước sang kỳ cuối, các nhiễm sắc thể giãn xoắn trở về thành dạng sợi mảnh. Và hình thành cặp con. Như vậy kết thúc quá trình nguyên phân. Từ một tế bào mẹ ban đầu sẽ tạo thành hai tế bào con. Và tế bào mẹ ban đầu có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ 2N. Thì hai tế bào con tạo ra cũng có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ 2N giống hệt tế bào mẹ ban đầu. Đó chính là diễn biến của nhiễm sắc thể trong cái quá trình nguyên phân, và được cô tóm tắt lại trong bảng dưới đây.
Ở kỳ đầu, nhiễm sắc thể kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, có hình thái rõ rệt và đính vào các sợi sơ vô sắc tại tâm động. Kỳ giữa, các nhiễm sắc thể kép đóng xoắn cực đại và xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của voi chân bàn. Kỳ sau, từng nhiễm sắc thể kép trẻ dặm ở tâm động thành hai nhiễm sắc thể đơn phân ly về hai cực của tế bào. Kỳ cuối, các nhiễm sắc thể đơn đã xoắn và ở dạng sợi mảnh. Đây chính là những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nuôi phân. Các bạn lưu ý. Như vậy, diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nuôi phân thì các bạn sẽ xem ở bảng 9.2. Kết quả của quá trình nuôi phân từ một tế bào mẹ ban đầu có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ 2N. Qua quá trình nuôi phân tạo thành hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ. Như vậy, hai tế bào con giống hệt nhau và giống hệt tế bào mẹ ban đầu. Chính từ cái kết quả này, chúng ta sẽ có một cái ý nghĩa của quá trình nguyên phân như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua phần 3 la mã ý nghĩa của nguyên phân. Các bạn sẽ quan sát cái quá trình lớn lên của phôi 20 tuần và sinh ra em bé mới sinh. Như vậy, qua cái quá trình phát triển phôi thì các bạn thấy cái kích thước của phôi được tăng lên, và đặc biệt là phôi sẽ hình thành lên các cái bộ phận của em bé, của cơ thể người. Ở thực vật cũng có sự thay đổi về kích thước khi mà hạt nảy mầm tạo thành cây con, đúng không nào? Vậy thì kể cả cái quá trình hình thành và phát triển phôi ở người hay là quá trình nảy mầm của hạt đều do các cái tế bào có khả năng phân chia hay là có khả năng nguyên phân. Vậy thì cái quá trình nguyên phân của tế bào này có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó chính là phương thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể, đúng chưa nào? Cơ thể mình muốn lớn lên được, các tế bào cũng phải tạo ra được nhiều tế bào thì làm cho cơ thể mình mới lớn lên được. Và thứ hai nữa, các bạn thấy tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống hệt với tế bào mẹ ban đầu, vậy thì nó sẽ duy trì sự ổn định bộ nhiễm sắc thể của loài qua các thế hệ tế bào trong quá trình phát triển cá thể. Thì đó chính là hai ý nghĩa quan trọng của quá trình nguyên phân, các bạn cần lưu ý. Quá trình nguyên phân sẽ có những cái ứng dụng thực tế rất nhiều, ví dụ như là nuôi cấy mô hoặc cây ngô. Chúng ta sẽ sử dụng một mô ở cây ngô sẽ tạo ra được cây ngô mới nhờ quá trình nguyên phân của tế bào. Nuôi cấy mô thực vật trong ống nghiệm, rất nhiều các ứng dụng trong thực tế. Hay là nhân bản vô tính ở thùng Dolly, hay là cái quá trình ghép cành hay là ghép gốc cũng ứng dụng từ cái quá trình nguyên phân. Như vậy, trong bài nguyên phân các bạn lưu ý cho cô, thứ nhất là các kỳ trong quá trình nguyên phân gồm có kỳ trung gian. Quá trình nguyên phân gồm 4 kỳ: kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Các bạn lưu ý về diễn biến nhiễm sắc thể qua các kỳ đó. Kết quả, từ một tế bào 2N qua nguyên phân tạo thành hai tế bào giống hệt nhau và giống hệt tế bào ban đầu. Ý nghĩa, giúp cho cơ thể lớn lên và ổn định bộ nhiễm sắc thể của loài qua các thế hệ tế bào. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Cô chúc tất cả các bạn có một ngày vô cùng tuyệt vời. Và nhớ về nhà học bài và ghi bài đầy đủ. Xin chào tất cả các bạn và hẹn tất cả các em trong video bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.